Thì sáng hôm nay thì để với cái cơ hội này thì thủ lĩnh hội đồng thủ lĩnh đã giao cho mình trách nhiệm làm chủ Zoom hôm nay. Thì vào Zoom chúng ta chia sẻ những cái kết quả sử dụng sản phẩm cũng như là kết quả kinh doanh. Có những câu hỏi gì liên quan đến quá trình chúng ta sử dụng, chúng ta kinh doanh cùng chúng ta chia sẻ lên trên này để cho anh chị em giúp đỡ để chúng ta làm tốt hơn. Rồi xin mời các thủ lĩnh chúng ta chia sẻ cơ hội sử dụng sản phẩm. Xin kính mời. Alo, Rồi xin alo chị mời. Tĩnh ơi, cho em hỏi ạ. Rồi xin Em mời chị xin Tịch. chào, em xin chào lĩnh, xin chào các cô chú anh chị trong Zoom ạ. Em là đinh tiến ở thị trường Vinh Quang. Em có một câu hỏi muốn nhờ thủ lĩnh với lại các cả nhà mình trong Zoom là em hỏi, có một câu hỏi là có nhà nhà ở xóm em có một cháu bé, nó năm nay nó mới 13 tháng tuổi ạ, mà nó đi ngoài rất là táo bón. Thì ở bên mình cái sản phẩm đó có cải thiện được cho bé, cho nó dễ đi ngoài không ạ? Thì cho em xin chia sẻ. Em thì cũng vào Zoom lâu rồi nhưng mà em cũng có nghe nhiều, nhưng mà vì bạn ý chưa được nghe nên là em truyền đạt lại, thì em chỉ muốn là cho bạn ý nghe ạ. Thì em xin cả nhà, nếu mà có ai đã dùng sản phẩm mà cho bé cải thiện thì cho em xin một chia sẻ. Rồi xin cảm ơn câu hỏi của chị Tuyến. À, thế Ok. anh chị em là trên Zoom đã có kết quả sử dụng cho táo bón cho em bé thì chúng ta chia sẻ lên đây để cho chị Tuyến cũng như là khách hàng của chị có thêm niềm tin. Xin kính mời. Tôi ạ. Rồi xin mời, xin mời chị Tuyến. Em mà đấy kia không nghe được thì nói nghe. Cả nhà mình bật mic lại à? Ai chia sẻ thì bật mic lên chia sẻ giùm mình được không ạ? Tôi là tôi có câu chuyện ạ. Rồi xin mời chị cô Tuyết. Vâng, xin chào tất cả, chào thủ lĩnh, chào tất cả anh chị em cô chú có mặt trên Zoom buổi sáng hôm nay. Thì qua nghe câu hỏi của chị Đinh Tuyến hỏi về cái cải thiện cái táo bón cho trẻ em, thì cũng xin chia sẻ với lại mọi người như thế này ạ. Tôi thì có cháu gái của tôi là năm nay cháu mới được hơn 3 tuổi. Thế nhưng mà cháu cái phần đi vệ sinh của cháu rất là khó khăn. Và trước khi tôi dùng Sibiri tôi cải thiện được sức khỏe cho tôi thì cho chồng tôi, thì tôi cũng nói với các con tôi là sản phẩm rất là tốt. Thế nhưng mà các cháu nó vẫn chưa, lúc bấy giờ nó vẫn chưa nghe. Thế rồi hôm mới gần đây này các cháu về về quê chơi thì bố mẹ các cháu đưa cháu về, thì về nhà thì bắt đầu là tôi đi thấy cháu đi vệ sinh rất là khó khăn, chảy hết nước mắt nước mũi, là bắt đầu là có xong rồi là nó cứ rơi cộc cộc rất là khổ, mà thương cháu lắm, mãi cả nước mắt ra, rồi nó có cả những cái dây máu ở phân ấy. Thế rồi hôm đấy là tôi cũng không hỏi nữa chúng nó, vì đầu tiên chúng nó không trong không nghe. Thế rồi tôi hôm đấy là tôi không hỏi đứa nào nữa, bảo các bố mẹ nó nữa, là tôi tự tự đi lấy pha cái trà gâu ạ cho cháu uống. Thì sau độ vài tiếng thì bắt đầu cháu đi đại tiện rất là dễ chịu, là rất là dễ dàng và mềm mại ra, và nó không có cái tiếng kêu lộc cộc ở cái bô nữa ấy. Thì và hàng ngày thì khi các cháu đi chơi, có mấy đứa cháu nhỏ thì tôi cũng không hỏi bố mẹ nó nữa, thì tôi hàng ngày tôi cứ pha cái Novomin ấy vào với nước cam cho các cháu uống hàng thường xuyên hàng ngày, với lại các cháu uống trà trà gâu ấy ạ. Thì tôi thấy nó cải thiện rất tốt trong cái vấn đề đi vệ sinh cho cháu và nó an toàn. Thế thì cái đấy là tôi chia sẻ cho bệnh nhân của chị Đinh Tuyến ạ. Thì, câu chuyện rất là đơn giản, và cái nhiều thuốc thì cái nhiều sản phẩm rất là đơn giản, câu chuyện thì là rất khó khăn về cho trẻ nhỏ về vấn đề vệ sinh. Thế nhưng mà khi tôi dùng cái sản phẩm này có hai cái loại như thế thôi, thì tôi thấy cháu của tôi cải thiện rất là tốt đấy ạ. Thì chị chia sẻ cho chị Đinh Tuyến và tất cả anh chị em trên Zoom, nếu có trường hợp cháu bé mà trẻ nhỏ mà bị táo bón vì vấn đề vệ sinh rất là khó khăn như vậy, thì dùng cái trà gâu và cái Phonabon uống hàng ngày, cái Novomin ạ, bây giờ là Novomin ạ. Thì tôi xin chia sẻ như vậy ạ, xin hết đấy ạ, xin cảm ơn thủ lĩnh cho tôi. Rồi
được chia sẻ Rồi, cảm ơn cô Tuyết đã chia chị sẻ. em hỏi nếu mà cháu em bé vậy nhưng mà cháu đấy bé như vậy thì uống cái nocomin thì uống uống bằng nào viên ạ? Tôi thì tôi không dám cho uống nhiều, mỗi ngày tôi cho uống một viên pha với nước cam, tức là ba đứa ba viên xong pha vào nước cam thì chúng nó phát hiện, nó bảo là bà ơi cái này không phải cam, nhưng mà bà vẫn lấy cái thìa xúc lên bảo đây con ơi tép cái con tép của cam này là con cứ uống đi thì phải pha thêm tí đường chị ạ. Thì cứ uống uống hàng ngày như vậy, cứ uống thì 2 ngày đầu thì nó cứ hỏi là không phải cam, nhưng mà bà cứ nhấc lên bảo là đây con tép cam đây, con không nhìn nước cam nó vàng, nhưng mà thực tế là cam thì ít nhưng mà cái viên Novomin bỏ thêm ít đường và nó chua quá chị ạ. Vâng, Vâng. thế vâng. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng. Xin hết Vâng. ạ. Vâng, Rồi. em vâng, em cảm ơn Rồi, xin mời. cả nhà đã chia sẻ cho em biết. Thôi, nó Dạ. Rồi, như vậy là cảm ơn cô Tuyết đã chia sẻ và chị Đinh Tuyến cũng như khách hàng đã có niềm tin. À, thầy cái chuyện mà nói được không? sử dụng matcha yoga gấu để cải thiện đường tiêu hóa thì có rất là nhiều kết quả, nó dễ như trở bàn tay luôn đấy. À, thì mình có một khách hàng là 70 mấy tuổi rồi kìa, phải đi bệnh viện Chợ Rẫy mấy lần luôn để cải thiện cái đường tiêu hóa, nhưng mà chỉ một hộp trà của chúng ta thôi, chỉ 123.000 thôi. À, mà 5 năm đến 7 tiếng sau là cô đã giải quyết được cái vấn đề vệ sinh. Ngày xưa thì mỗi lần đi là phải kêu con gái hỗ trợ thì mới đi được. À, thì chúc mừng các bạn đã biết đến cái sản phẩm, cái đó gọi là Yogurt Turbo.